Chiếc một con máy nha, giờ đang đang qua chiếc này nhưng mà khách đang coi cho nên mình chuyển qua chiếc này đi. Đây. Con này số khung là 175. Trời sáng vậy quay mới dễ nè. Xong một con nữa. Rồi xin chào các bác nha. Bữa nay là ngày 8 tháng 4 2017 nè. Mới về một lô máy 20 chiếc nữa. Từ 70G, toàn 70 mà, 70H cho 70G. Và hiện tại máy công ty còn rất là nhiều, khoảng chừng 20 cùng 28 chiếc á, cỡ đó. Mấy con trước đang về nữa, chút mình quay sau từng chiếc, đủ 20 chiếc cho các bác được rồi. Đem vô đây. Đây một số bác cũng đang lựa máy đây. Đây cái lô máy mới về này, giờ về tức thì mình bán liền 2 chiếc trong vòng 15 phút thôi, siêu lẹ. Đây, chiếc này mới bán.
để mình sẽ cập nhật tình hình máy sau. Các bác nếu mà thích thì các bác dưới đây có cái nút subscribe, nút đăng ký, thì nhấn vào đó đăng ký cái kênh, theo dõi cái kênh bán hàng của mình, sẽ nhận được những video sớm nhất về từng máy nha. Rồi, xin chào và cảm ơn các bác nhiều. Rồi, chào các bác nha. Bữa nay là 8/4/2017 nè. Vậy tiếp một cái lô máy 20 chiếc nữa, 70 không à. Này về là đủ giá nha các bác. Đặt máy 8/4 này giá từ 250 cho tới 420 nha. Các bác lưu ý. Giờ bác cứ canh theo cái mình báo cũ. Ví dụ như là tháng 1, tháng 2 mình cứ hỏi cái máy 200 triệu đó, máy đó bán từ lâu lắm rồi. Giờ cái lô chính xác bữa nay 8/4 là từ 250 tới 420. Rồi bắt đầu xuống trước chiếc này nha. Con này cái số khung là 4 chiếc nè, chút nữa tiếp tục nữa. Chắc nó kia đi ăn uống gì rồi. Tiếp tục số khung nó nè. Đây là 06 nha. Sẽ có video riêng của từng máy ha. Tổng về tiếp nữa kìa, còn nhiều lắm. Do thời lượng video dài quá cho nên mình rút ngắn lại xíu nha các bác. Con này là đây số khung. Rồi tới con này, nó cũng mới về thêm một chiếc nữa đó. Về từ từ chút nữa mình sẽ làm một cái list máy 20 máy á, quay từng chiếc luôn thì các bác vào xem. Đẹp nè. Giờ chút.
bây giờ đang xuống. Số con là 2511. Rồi, bây giờ về được hơn một chục chiếc rồi. Cái tóc kia thì đang bị kẹt phà, chắc thì trễ hơn xíu. Mình cũng đang đợi nó về đây. Về đây cũng đủ máy cho các bác lựa rồi. Chút nữa mình sẽ quay tiếp những máy về sau. Cuối cùng cái tóc này nó cũng về tới, được chiếc lẻ nữa. Ngày số khung là 3503. Chiếc nữa là mấy chiếc ghe đang về luôn. Rồi về một đống luôn. À quên, con này có khái xịn nè. Quay số khủng của nó đây. Xe nó ở đâu đây hoài ta, chắc ngủ. Giờ gắn quay cút cút ngắn cái video lại cho các bác xem, giữ đâu quay số khung thôi, chút nữa làm video ghi từng chiếc. Không được. Đây, giờ quay lan man xíu đi. Nhắc lại địa chỉ mình ở Vĩnh Long nha các bác. Nhiều bác cứ nói Long An là sao không hiểu. Mình ở Vĩnh Long, chính xác. Công ty tại Vĩnh Long. Chiếc 70G này, số khung của nó đây. Chiếc này đậu ngoài con xe đẹp nè, đậu ngoài. Rồi đây. Máy này đẹp lắm. Ra ngoài, ngoài, ra ngoài.
con nữa nè. Chỗ này cũng có về một con đẹp nữa, không bằng mấy con hồi trước. Rồi đây một chiếc nữa đây.